Rồi đường đi thác, úi rồi đường ra, đường đi ra thác ở đâu, đường đường ra thác ở đâu ha, đường ra thác ở đâu? Ê con lợn con, ê ê ê rời xa thành phố về một nơi thật an nhiên. Đây sẽ là một lựa chọn rất là đúng đắn khi bạn bước đến Hà Giang. Hãy cùng theo dõi hết video này nhé. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đi khám phá ở đây có những phòng nào đẹp nhé. Các bạn thấy con đường đi này cũng đã rất là đẹp rồi. Rất rất là nhiều cây xanh cũng như là tiếng chim hót. Chúng ta sẽ khám phá một căn phòng súp dành cho gia đình. Chúng ta đang khám phá một căn phòng, một phòng súp. Thì ở đây là theo phong cách của người Dao Đỏ các bạn ạ. Thì xung quanh cũng có cửa sổ. Có cửa sổ, các bạn nhìn ra cửa sổ thì cũng rất là toàn màu xanh thôi, đúng không? Thì các bạn muốn lấy gió chơi thì đây thì có nhiều cây cối nên có thể là có nhiều muỗi, nên là Rechip đã trang bị ra những cái chiếc lưới chống muỗi và chúng ta vẫn lấy được cái gió chơi. Các bạn đến đây thì cũng có đầy đủ nước và cà phê buổi sáng. Là chúng ta ở phòng súp này thì chúng ta sẽ không có ban công, mà tẹo nữa chúng ta sẽ khám phá thêm một cái căn phòng deluxe và khám phá thêm phòng suite để xem cái không gian nó như thế nào. Các bạn nhìn thấy không gian đây có những chiếc đèn cũng rất là nghệ thuật và vintage, đúng không? Chiếc tủ cũng được đóng bằng gỗ đó, chiếc tủ cũng được đóng bằng gỗ. Và có những cái họa tiết hoa văn theo đúng cái phong cách của dân tộc chúng ta, dân tộc người Dao Đỏ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sang căn phòng khác để khám phá nhé. Cũng phải nói đi nói lại là những con đường đây rất là đẹp các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy bên dưới trải đá và xung quanh đều là cây cối. Nhà đều thiết kế theo kiểu dạng nhà sàn cách tân. Rất là đẹp. Đây ở bên này thì cũng có cái đầm, những cái đầm hoa sen và hoa súng các bạn ạ. Bây giờ chúng ta khám phá phòng deluxe. Phòng này thì dành cho hai người. Đây các bạn có thể thấy không gian, và đây là anh Đường. Anh có thể giới thiệu qua về cái phong cách của phòng này không? Thực ra thì phòng hiện tại mình đang hướng theo một kiến trúc là người giống như một ngôi làng người Dao thu nhỏ. Thì các bạn cũng thấy là tông màu chủ đạo của người Dao là màu đỏ với màu đen. Thì các bạn cũng thấy là từ những cái ghế này, là những cái ghế bên này là cũng màu đỏ với màu đen. Từ những cái tấm vải thổ cẩm này, màu đỏ với màu đen, là hai tông màu chính của dân tộc Dao Đỏ. Và phòng này thì khác với phòng súp một chút là diện tích phòng này thì rộng hơn. Diện tích phòng này được khoảng 45m2 và có ban công lớn, ban công ở phía bên này. Đây các bạn thì cùng theo chân mình ra ban công. Thì đương nhiên là phòng lúc nào cũng có cái lưới chắn muỗi để chúng ta tránh muỗi và chúng ta cũng lấy được gió trời. Buổi sáng thì các bạn có thể ra ban công để uống cà phê, cũng rất là đẹp, rất là thiên nhiên đúng không? Và chắc chắn bạn sẽ thích căn phòng này. Căn phòng đây là căn phòng suite dành cho gia đình. Căn phòng này rất là rộng, khoảng cũng phải 70-80m2 ấy, có khi là rộng hơn. Thì ngay khi các bạn bước vào thì đây là một cái bộ bàn ghế theo phong cách, nó cũng vừa hiện đại vừa gần gũi. Rất vintage đúng không? Có chiếc quạt trần. Các bạn, quạt trần này rất là đặc biệt nhé. Các bạn nhìn chiếc quạt trần này thì bằng gỗ, các bạn nhìn rất là giá trị. Và có những cái chiếc đèn bằng chiếc nón lá của người Việt. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào bên trong để khám phá căn phòng này. Đây là cái phòng ngủ. Thì các bạn thấy là giường cũng 2m. Và ở bên cạnh cũng là những cái bàn trang điểm, những chiếc đèn. Bên tay phải của Phụ Anh là những cái bàn mà chúng ta để đánh răng rửa mặt gì đấy, vệ sinh cá nhân, phòng vệ sinh. Rồi, ok. Ở đây thì nó cũng sẽ có những cái ban công rất là lớn. Các bạn hãy ra ngoài cùng Phụ Anh nha. Cái điểm đặc biệt của phòng suite đây là đều có ban công các bạn ạ. Các bạn có thể ra bên ngoài khám phá của mình. Biết là đây có một cây tre rất là lớn, rất là xanh. Cái từ xanh
lúc nào mình đã nhắc đi nhắc lại. Và ngay trước mặt thôi là một cái dòng suối rất mát. Suối thì đợt này đang cạn thì các bạn hoàn toàn có thể xuống dưới để nói chung là trải nghiệm chơi suối tắm suối ở đây. Và có một điều đặc biệt nữa thì các bạn hãy cùng mình khám phá ở cái căn phòng này nhá. Đặc biệt ở trong cái phòng tắm chúng ta có một cái bồn tắm này. Cái bồn tắm này rất là chill các bạn, bằng gỗ này. Phong cách của những cái vòi chảy ấy, nó cũng đều rất dạng Tây, vừa Tây ta kết hợp tạo nên một cái phong cách rất là hiện đại và gần gũi. Và bây giờ tôi nói đến cái điều đặc biệt, các bạn hãy đi theo tôi nhá. Cái điều đặc biệt ở đây chính là một cái bồn tắm khoáng nóng. Các bạn khi mà các bạn đến đây thì nhân viên, các anh chị nhân viên sẽ bơm nước suối khoáng nóng trực tiếp từ trên núi chảy về đây và các bạn tắm ngâm mình ở bên ngoài rất là phê đấy. Giữa không gian thiên nhiên, núi đồi, những cái suối khoáng nóng thì thực sự là rất tốt cho sức khỏe. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá tiếp cái lịch trình của chúng ta ngày hôm nay nhé. Và chúng ta cũng có một cái căn nhà sàn, căn nhà bảo tàng trưng bày những sản phẩm cổ xưa của dân tộc Dao trên đây. Tuy nhiên là vẫn trong quá trình đang hoàn thiện, nên là sắp tới thì mình quay trở lại đây thì mình sẽ quay chi tiết cho các bạn. Và chúng ta tiếp tục đi khám phá khu tắm khoáng chung và khu massage cũng như là khu giải trí nghỉ dưỡng. Ok, và giờ chúng ta cùng vào spa nhá. Tuy nhiên là bây giờ đang là giữa trưa nên là cả ngày đi chơi mệt mỏi thì buổi tối thì chúng ta phải mới quay về đây để làm spa hoặc là tắm tại đây. Các bạn hãy cùng theo chân Phúc Anh để vào bên trong xem khám phá không gian trước nhá. Bước vào spa thì mình sẽ nhờ anh Đường để giới thiệu về cái khu này và chúng ta đang có mặt tại đâu. Hiện tại thì mình đang có mặt tại khu vực tắm lá thuốc và massage. Tắm lá thuốc thì là tắm lá thuốc truyền thống của người Dao đỏ. Thì cái đặc trưng ở khu mình đây là tắm lá thuốc ấy, thì cái lá thuốc thì sẽ được hái tươi từ vườn. Khi mà có khách đặt, nhân viên mình sẽ ra vườn hái, sau đó để đem về. Đây là cái hệ thống lá thuốc tươi thì sẽ được cho vào cái chảo này và mình sao cho nó gần khô, sau đó mình sẽ cho vào cái bồn tắm, cái bồn đun này, cho vào cái bình đun này đun, sau đó sẽ có cái hệ thống nước, đây hệ thống van khóa, thì cái nước lá thuốc này nó sẽ chạy vào trong cái bồn tắm ở khu tắm bên kia. Và cái khu tắm hiện tại thì mình chia ra làm hai khu, một khu tắm nam và một khu tắm nữ. Đây là phía bên này là khu tắm nam này. Đấy. Này. Thì nước ở trong này sẽ có hệ thống nước, cái vòi nước chạy từ cái bồn ra bên này. Đây là khu tắm nam. Khu tắm nam hiện tại thì mình có 6 cái bồn tắm, thì là mỗi khách sẽ có một cái bồn riêng như thế này. Và cái bồn tắm này thì sẽ được làm bằng gỗ ngọc am, là một trong loại gỗ quý hiếm ở vùng Hà Giang này. Đó là cái đặc tính của cái gỗ ngọc am này là chịu nước và nó có cái tinh dầu chiết xuất ra nó rất là thơm. Thì khi mà mình đổ cái nước thuốc này vào cộng cái mùi thơm của thuốc cộng với cái mùi thơm của gỗ ngọc am, nó sẽ tạo ra một cái màu, cái mùi rất là đặc trưng ở đây. Nói chung là nó rất là đặc trưng, khó có thể diễn tả được. Để tối em trải nghiệm. Tối các bạn hãy cùng mình trải nghiệm tại nơi này nhé. Chúng ta đã khám phá phòng nam rồi thì bây giờ chúng ta sẽ khám phá thêm cái phòng tắm của nữ. Có gì đặc biệt khác so với phòng nam nhá? Anh Đường có thể giới thiệu cho em về cái phòng tắm của nữ này không? Phòng tắm của nữ thì khác biệt một chút so với phòng tắm nam là cái bồn của bên nữ thì sẽ được làm bằng gỗ pơmu. Pơmu với ngọc am thì nó cũng là một loại gỗ quý, và pơmu nó cũng chiết xuất ra một cái tinh dầu mà có cái mùi đặc trưng của pơmu. Thì cái bồn tắm của nữ thì lại thiết kế theo cái chiều dài để cho các chị em có thể ngả lưng xuống. Mỗi khi mình ngâm cái bồn này thì chị em sẽ ngả, còn là cánh đàn ông mình thì sẽ là ngồi. Và cái đặc biệt nữa là cái vị thuốc của bên mình ấy thì rất tốt cho chị em phụ nữ, là tốt về da này, và đặc biệt hơn nữa là cái các chị em sau sinh ấy thì mà mình ngâm cái lá thuốc này rất tốt cho sức khỏe. Tuyệt vời các bạn ạ. Các bạn nữ mà đến đây thì đừng bỏ lỡ cái trải nghiệm này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng Phúc Anh lên khám phá cái khu tắm khoáng chung. Chúng ta sẽ lên dốc một tí. Đảm bảo là các bạn rời xa thành phố về nơi thật an nhiên. Đây là khu tắm khoáng chung. Rất nhiều những tảng đá để các bạn dựa vào. Một bồn, hai bồn, ba bồn. Và có những cái bồn tắm riêng biệt. Như này, trẻ con lên đây đảm bảo dễ rất là thích.
Trong khi tắm thì các bạn có thể nghe những cái tiếng suối róc rách rất là hay. Lẩu tới nay. Ở đây thì thực đơn dành cho những người nước ngoài là chính, nên là nuôi lẩu này dành riêng cho anh em tôi đặt. Quên mất cho rau. Măng mai này là trên này rất nổi tiếng, măng mai luôn. Đây là cái món măng mai với thịt trâu non, là một món đặc sản tại Hà Giang các bạn. Đến Hà Giang nhất định phải thử cái món thịt trâu non với măng mai này nhá. Ngon lắm. Chỉ có mùa này thôi nhá. Ừ. Măng ngon lắm. Mềm mà thơm. Ngọt ngọt của vị măng. Và chỉ có cái mùa hè thôi nha các bạn nhá. Một ly cocktail ở Penhall. Rất khó kiếm tại khu vực Hà Giang này. Denmark. Bạn người nước này đến từ Đan Mạch và bạn mang rất là nhiều candy kẹo để tặng cho mọi người ở đây. Và cảm giác ăn thì nó rất là đặc biệt. It tastes bad. Chào buổi sáng ngày thứ hai. Và ở đây thì mình cảm nhận được một cái điều mà chắc chắn các bạn cũng sẽ thích khi mình kể. Mình cũng đã nói chuyện với anh quản lý cũng như là anh chủ ở đây. Thì tại sao các bạn đến đây họ bán cho mình là gì? Không phải là chỗ ở, cũng không phải là những đồ ăn, cũng không phải là những dịch vụ cao cấp, mà đó là chính bán câu chuyện của Penhall. Câu chuyện Penhall là gì? Penhall là một từ, gần như là một từ khởi nghiệp về ngành du lịch tại Hà Giang. Đến với Hà Giang, bạn hỏi bất cứ một đơn vị nào hoặc bất cứ một ai tại Hà Giang thì người ta đều nhắc từ Penhall à. Và Penhall gần như là một cái phong trào du lịch mới gìn giữ được cái văn hóa cũng như là gìn giữ được cái bản sắc dân tộc của người Hà Giang, của người dân tộc Giao. Và buổi sáng ngày thứ hai này thì anh em chúng tôi sẽ cùng nhau đi khám phá tour quanh đây, đi bản quanh đây, ngắm ruộng lúa bậc thang và đi vào trong rừng khám phá thác. Các bạn hãy cùng theo chân mình ngày hôm nay có những gì thú vị nhé. Đây, trước khi các bạn đi vào Penhall thì chúng ta phải đi qua một cái cầu treo suối. Ngày hôm nay thì vừa mới mưa xong này thì nó rất là đục, nhưng sẽ bù lại được cảnh mây vườn núi các bạn ạ. Đấy là cái điều đương nhiên khi các bạn đi chơi ở vùng núi cao. Chúng ta phải đi bộ ngày hôm nay, buổi sáng ngày hôm nay phải chín khoảng 6 cây số đường rừng núi và đường dốc nha các bạn. Và bây giờ anh em bắt đầu đi leo dốc lên, chúng ta sẽ cùng lên bản. Đây dân bản các bạn ạ, dê đây. Dê đấy. Dê này là dê ta. Và trạm rừng nghỉ đầu tiên cũng sẽ là nhà dân của dân tộc Dao Đen. Các bạn, nhà tầng gỗ. Đó, hỏi đường đi thác. Úi giời. Đường đi ra thác ở đâu? Đường ra thác ở đâu? Ha? Đường ra thác ở đâu?
Hả? À? Không nghe rõ à? Nó cũng không biết tiếng Kinh đâu. Đường ra thác ở đâu? Thôi, phải biết tiếng ở đâu để ta hỏi vợ mày nhá. À đây đây không, còn đây là con. À, có việc gì đúng không? Ê, con lợn con, ê, ê, ê. Đấy, hả, đường ra thác ở đâu? Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Để ra hỏi em này. Ê, đường ra thác ở đâu bạn Châu ơi? Đường ra thác ở đâu? Ờ. Đường ra thác ở đâu? À đấy à, hướng này à, đúng không? Đúng không? À đây, ok. Được, thank you nhá. Và các bạn lưu ý nhá, ở đây có những cái phiến đá này, thực chất là ngôi mộ của người dân tộc các bạn nhá. Tránh các trường hợp các bạn vô tình, vô ý ngồi lên là một điều không hề tốt chút nào. Bây giờ chúng ta sẽ đi đường rừng lên, bạn thảm cỏ rất là đẹp. Chúng ta sẽ leo lên ít trên đỉnh đồi trên kia. Sau khoảng 2 km đi bộ thì các bạn sẽ bước lên được một cái khoảng đồi cao, và ở dưới bạn nhìn được cả thung lũng, cả làng bản cũng như là ruộng bậc thang. Có thể là ở trên video các bạn không nhìn thấy rõ, nhưng mà cảnh bên ngoài mới thực sự là rất tuyệt vời các bạn ạ. Đây, rất là xanh. Thì nếu mà để lúa nó chín tốt thì nó rơi khoảng tầm cuối tháng 9 các bạn nhé. Đây các bạn thấy thiên nhiên hùng vĩ không các bạn này? Đúng là mưa xong thì nó sẽ những cạn mây kìa, vờn núi. Các bạn nào mà ưa trải nghiệm, ưa trekking thì đây là một cái tour các bạn đến với Panhao thì các bạn nên trải nghiệm nhá. Ui à, đây còn mấy chú trâu kìa. Chúng ta cùng vào uống nước chè của người dao đỏ. Chúng ta sẽ cùng vào bên trong nhá. Wow, nhà. Hello. Nhà chị. Cái điều đặc biệt các bạn đi Hà Giang này thì các bạn sẽ thấy được những cái cây chè, và đây là những quả chè nhá. Thì các bạn đã thấy quả chè bao giờ chưa? Uống chè thì nhiều, nhưng mà các bạn đã thấy quả chè bao giờ chưa? Này, giống như quả này, cũng gần giống như quả ổi. Cũng hình dáng của quả sung. Đó, đây là quả chè nhá, mọc rất là nhiều. Còn để làm gì thì mình tẹo nữa, mình cũng sẽ hỏi dân bản xem cái quả chè để làm gì. Thì đi tour trekking này thì bạn được rất nhiều những trải nghiệm, từ cảnh đẹp cho đến hiểu biết thêm về những cây cỏ trong khi đi tour. Đấy các bạn, mình rất là thích các màu xanh ở đây các bạn ạ. Đấy. Đi ven núi và nhìn xuống là những thửa ruộng bậc thang. Đó. À, ừ đúng rồi đấy. Các bạn nhìn ở đây là những cái thảm cỏ, cây dương xỉ nhỏ này rất là đẹp nha. Đó, nó rất là tự nhiên. Cái để có một con đường này mà các bạn xây dựng ở đâu đó thì cũng khá là tốn kém để trồng được nó đẹp như thế này. Thì đi quanh đây thì mình thấy thì cũng dân đây cũng tương đối có điều kiện đấy. Nhà toàn nhà gỗ rồi. Đẹp các bạn ạ. Đáng để trải nghiệm. Đây là bạn hướng dẫn viên, bạn Hương. Bạn Hương có thể giới thiệu cho mọi người xem ở phía dưới kia là gì không? Bây giờ cái chỗ thung lũng mà mình nhìn thấy ở trước mặt đấy, khu đấy là khu xá Thông Nguyên. Dạ, Thông Nguyên đúng không? Vâng, Thông Nguyên. Đấy các bạn sẽ nhìn được cả xá và chợ và trường học là đấy. Đây là xã Thông Nguyên đấy. Nó sẽ bao quanh là một cái dòng suối. Đi qua cây cầu rất là đẹp. Và bên này là gì? Bên này là bên bản Nậm Hồng. Bản Nậm Hồng, bản Nậm Hồng các bạn. Bản Nậm Hồng cũng có rất là nhiều những cái homestay, bungalow các bạn.
nó nằm trên các thửa ruộng bậc thang. Nằm ở khu lưng chừng núi, rất là cao, ở dưới núi luôn. Giữa núi. Chúng ta đang ở một nhà người dân tộc Dao để ăn trưa tại đây. Buổi trưa dừng chân thì chúng ta đi vào trà dân tộc Dao đỏ và chúng ta ăn trưa tại đây. Nếu ăn gì thì mình sẽ quay chi tiết nhé. Còn bây giờ là chúng ta sẽ thăm vườn. Đây các bạn, ở đây có rất là nhiều những cây cối, hoa lá. Nói chung là tự cung tự cấp được các bạn ạ. Từ gà đến này, như các bạn nhìn quả bí to không? Wow, rất to, thích không? Các bạn ở thành phố có ước mơ có một cái khu vườn này không? Ok, hình như ở đây là nuôi ong hay nuôi gì? Cái này là nuôi gì đấy ạ? Ong nữa. Ớt này các bạn này. Vườn rất là thích các bạn nhé. Cái nuôi ong đấy. À, các bạn ơi, ở đây thì họ xây cái chuồng gà rất là hay. Họ đục bên trong và sẽ lắp một cái tấm tre vào để gà vào bên trong ở trong này. Rất là thông minh đúng không? Áp gì các cái vách núi. Đây. Đây, những cái hốc này gà ở trong này. Và họ sẽ chăm rất là nhiều lợn nhá. Các bạn cùng vào để xem những chú lợn. Nó nhìn ánh mắt lạ lắm. Đây là salad. Đây là bữa trưa cùng dân bản các bạn ạ. Sau khi các bạn đi những bước chân mệt mỏi thì các bạn sẽ được thưởng thức những cái món đặc sắc. Đây là thịt, đây là thịt lợn này bác. Đây là thịt lợn đúng không ạ? Đây là thịt lợn bản này, thịt lợn đen này, đấy, thịt lợn này. Ôi, có bánh mì còn có cả cái này, rau và hoa quả. Và đặc biệt là cái măng này, măng gì nhỉ? Măng cây mai, hôm qua ăn đấy. Rồi và cơm rang. À, ngồi cao tuổi bên này. À, có phải có thứ tự. Ít tuổi rót rượu rồi. Ê, hello. Các bạn thấy cảnh trâu tắm bùn dưới lũy tre làng. Các bạn bây giờ trên đường đi thì có một cây dâu da xoan rất là sai. Đây các bạn nhìn thấy không? Mọc rất tự nhiên. Đây. Ôi thôi. Ôi ngon quá anh ạ. Quá ngon luôn. Quá ui, này đấy bên này. Đây đây. Quá ngon luôn. Quá ngon luôn. Anh em thấy không? Chị với cháu cầm với. Đây. Này, đây đưa bạn cầm đi. Đây. Ôi, cái tự nhiên mà nó lại có những cái quả như thế này. Đây. Rồi. Quá ngon. Đấy. Mình ở dưới kia làm gì có nhỉ? Không có đâu. Ăn đi. Ăn ngọt lắm. Ngon mà. Đâu? Quả này ngon mà. Chua ngọt không? Ừ. Này Cường ơi. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức quả dâu da xoan mọc tự nhiên. Ngọt lắm. Rất to nha. To bằng đầu ngón chân. Yeah.
Nó nhiều thế nhở? Này bố. Ừ. Con cầm đi để bố ăn. Ừ, ngọt. Mày lại bảo bố con thế. Trái khôn hơn mày. Ngọt từ sâu trái chim, à trái tim. À, ngon à? Ngon nhở? Ngọt lan lõi. Không biết là quả này ngon. Anh Kiên cầm đi. Ngon. Ừ. Ngon. Ngon mà mùa này nó chín tới lắm rồi. Ôi ngon thế. Quả đầy. Ừ. Như là đất rồi. Này sắp rụng hết rồi ấy. Như đất rồi. Này chúng ta bạn rất sớm không còn rụng hết nhỉ. Các bạn sẽ được đi đến thông qua những cái rừng trúc của bạn nhìn nào. Như ở trong thập diệp mai phục. Và chúng ta sắp đến khu suối, một thác nước. Dấu chân chó này. Mát chưa? Ồ, đẹp thế. Đúng rồi. Đây là cái đập tràn. Bơi, 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 bơi. Thác, đập. Đây các bạn có thể xuống thác nào. Đây thì các bạn tha hồ mà tắm mát. Đầu thác và cuối. Đây là ở trên đầu thác. Tiếp tục cuộc hành trình đi vào chân thác và chân thác mới là đẹp các bạn nhé. Các bạn phải đi qua rừng trúc. Một đoạn hơi khó đi thì các bạn phải đi trên mương. Đi trên cái đường rãnh này. Để vừa mưa xong cũng sẽ là trơn đấy nha. Rồi, còn 50 mét nữa là vào đến chân thác. Chúng ta đã nghe thấy tiếng thác reo rồi đấy. Wow. Ở kia nhìn xuyên đi qua kìa các bạn. Và chúng ta đã đến chân thác. Nơi đây thì các bạn tha hồ mà check in chụp ảnh nhé. Đây. Rất là mát, rất là phê bạn ơi. Chuẩn bị tắm không? Bây giờ đã kết thúc chuyến hành trình ngày hôm nay rồi. Cũng khá là thú vị. Bây giờ chúng tôi về Van Hau để tắm lá thuốc. Đến đây thì các bạn được cả bánh, một chiếc bánh quy và hai chiếc bánh quy và mứt cùng với nước trà thảo mộc. Rất là chu đáo các bạn. Nếu bạn quên mang quần đùi thì ở đây cũng đã chuẩn bị cho bạn một chiếc quần đùi để anh xuống đây hoặc là bạn có thể nuôi được nhé. Giờ vào đi thay quần. Và bây giờ mình sẽ trải nghiệm cái dịch vụ của massage tại Van Hau.
Rồi, đây là không gian nhà hàng các bạn ạ. Thì ở đây thì đa số đều là những khách quốc tế là chính các bạn. Đây thì có rất là nhiều những cái sản phẩm buffet cho các bạn ăn, hoa quả cũng như là xà xíu này, bơ. Ở đây là có cả mì xào tôm này. Và đây cũng là cà chua nướng phô mai. Ngoài những món bánh mì kẹp trộn, các bạn còn có cả những nước uống. Đây là phở đúng không? Các bạn có thể ăn phở gà, phở bò cũng như là trứng. Và đây là bữa sáng của mình. Bữa sáng khá là chất lượng, từ bát phở gà, trứng chần, cộng với những cái món ăn kèm, cùng nước uống. Thì các bạn đây thì thấy cái phong cách cũng khá là dân dã đúng không? Từ những cái hoa văn trước bát cũng của đậm chất của những người dân Việt Nam, người dân tộc Dao. Như vậy mình cũng đã review xong cho các bạn cái lịch trình trải nghiệm tại Hà Giang, đặc biệt là Pan Hau. Thì các bạn đánh giá từ góc độ trải nghiệm mình như nào. Và mình lời khuyên là các bạn nên đến đây để trải nghiệm thực tế, và không phải là ai cũng sẽ phù hợp với nơi này đâu. Sẽ phù hợp với những đối tượng khách hàng, đối tượng mà họ thích sự yên tĩnh, thích sự trải nghiệm, thích sự gần gũi với thiên nhiên thì là hoàn toàn phù hợp với mọi người nhé. Uống cốc cà phê sáng sớm dưới cái ánh nắng xuyên qua những tán cây thì vô cùng là tuyệt vời. Các bạn nếu mà xem lần đầu thì đừng quên đăng ký kênh, cũng như là cho Phúc Anh một like. Phúc Anh có đi thật nhiều để trải nghiệm thật nhiều, chia sẻ cho mọi người những cái địa điểm cực kỳ hay ho và rất là hấp dẫn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bây giờ chúng tôi sẽ về Hà Nội, tạm biệt Pan Hau và tạm biệt Hà Giang. Sẽ quay trở lại đây một ngày sớm nhất.